Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay tiếp tục với lại cần câu, số cần câu này đây. Rồi, bây giờ qua đây mình quay như vậy nha. Đầu tiên là một cái cần ba khúc của ba khúc này của Daiwa nha mọi người. Daiwa nhưng mà nó bị mờ tem nè, cái tem này của Daiwa đây. Bên này có tem Daiwa đây nhưng mà nó bị mờ rồi. Ba khúc cây này khoan bát còn ok nha mọi người, khoan bát đồ bu còn ok hết. Đây. Đọc này. Đấy. Cây này dài 2m4, thu vào là 86cm, đọt là 2,5 ly, cân nặng là 180 g nha mọi người. 180 g. Hôm nay cần đều chất liệu phíp nha mọi người. Chất liệu phíp hết, hôm nay cần phíp hết. Số 1. 160.000. Số 1 160.000. Số 2 là một cây cần lục 3m. Cây cần lục 3m nha mọi người. Đây. Khoan. Đồ bu còn ok, khoan Fuji nhé. Đọt này. Ok. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng nha mọi người. Đây. Bass Fuji FX7. Cái cần này thì nó bị mắc mấy cái nắp, bể mấy cái nắp vặn chân cần nhé. Mọi người về thay cái nắp nhựa hoặc là cái xu dán vào. Cần này ủa, cần này như người ta thay cái đọt rồi. Ta thay cái đọt nó dài hơn rồi mọi người. Giờ mình đo thấy dài 3m2, thu vào là 90cm, đọt là 2,8 ly, cân nặng là 280 g. Số 2. 140. Số 2 140. Số 3 là một cây cần 3 khúc nhưng mà cây cần này có 2 đọt nha mọi người. 3 khúc khoan bát đều còn ok. Đấy. Khoan đều còn ok, chỉ có bị một cái khoan cái. Đây. Khoan gần bát nhất thì nó bị hỏng rồi. Đấy, khoan gần bát nhất thì nó bị hỏng rồi, mọi người về thay khoan này đi. Còn lại các cái khoan này còn ok nha mọi người. Các khoan đều còn ok. Đây. Một cái đọt đây. Đây, cần này thì nó ghi là một cái đọt là cứng 50 nè, một cái đọt là cứng 80. Cái đọt trắng này cứng 50 nè. Đọt trắng này cứng 50 nè. Đọt đỏ này cứng 80 nè. Đấy. Nha mọi người. Ok. Cái này Daiwa nha mọi người, Daiwa. Đây nè, đây qua. Dài 3m, thu vào 1m08, đọt là một cái 1,8 ly, một cái 2 ly nè, cân nặng là 360 g. Số 4. Cây này 320.000. Số 4 320.000 nha mọi người. Số 5 là một cây cần 2 khúc. Cần này thì máy đứng nha. 2 khúc máy đứng. Đây. Còn trong bao này nhìn nó đẹp lắm nha mọi người. Nhìn đẹp lắm. Đấy. Đây, dài 1m8 này, thu vào là 93cm, đọt là 2,4 ly, cân nặng là 140 g nhé. Cần này như bị nứt chỗ này rồi mọi người.
Ồ, cái cần này bị nứt chỗ này rồi, nứt gãy chỗ này rồi, đây, nứt chỗ này rồi. Đã uống mình thấy nó nứt chỗ này, đây, mình bẻ luôn đi. Đâu mọi người đây, để đầu bu đây cho về cho mọi người gắn hạ xuống dưới này nha. Hạ xuống, tháo cái này, tháo cái khoang này hạ xuống dưới đây nha, ok. Uống nữa cái nào nó nứt rồi cái mình tháo luôn. Cái này là cái số 4. Số 4. Đây, số 4. 100 nha mọi người. Số 4 100. Đấy. Này nó gãy khoảng cỡ 15 phân rồi đây. Đây. Gãy khoảng cỡ 15 17 phân gì đấy. Số 5. Số 5 tiếp tục là một cây cần lục Daiwa nhé. Cần cao lục Daiwa. Cần này thì bạc bãi cũng được. 39. Giờ 39 nha mọi người. Đấy. Các cái khoang còn ok nha mọi người. Khoang đầu bu còn ok, khoang đầu bu Fuji. Còn ok. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha mọi người, bốn lóng. Đấy, nó ghi là cứng 25 nè. Đây, 25, 39 nha. Cần dài 3m9 thu vào 1m16, đọt là 2,5 ly, cân nặng là 500g nha mọi người. 500g. Cái này cây số số 5. Số 5. Cây này 220.000. Số 5 220.000 nha mọi người. Số 6, số 6 là một cây ISO khoan nhỏ này. ISO khoan nhỏ nha. Ok. Đầu này là đoạn khoan nhôm này, còn đá ok. Phía trên này là người ta bị hư đọt, người ta thay cái đọt thủy tinh rồi này. Đấy, thay cái đọt thủy tinh với một dàn khoan này, ba cái khoan này. Với cái đầu bu nhé. Đấy, nhưng mà vẫn còn xài ok nha mọi người. Thay nhưng mà xài ok nhé. Hai lóng, à, nó mất cái đầu bu rồi. Một lóng, hai lóng, vừa bốn phát rơi luôn cái đầu bu rồi nha mọi người, rơi cái đầu bu rồi, rơi cái đầu bu rồi nhé. Để mình dán lại nha. Mất cái đầu bu. Đấy. Một lóng này, hai lóng này, ba này, bốn này, năm này, sáu. Sáu lóng nha mọi người. ISO khoan nhỏ. Bát FK FX6. Cây này dài 5m, thu vào là 1m02, đột là 1,4 ly, cân nặng 340g. Cây này cây số 6. Số 6 120.000. Số 6 120.000. Số 7 tiếp tục một cái ISO. Đấy. ISO thì mới biết rồi, mọi người về chế cần tay máy phụ cũng được mà về xả hết khoang ra làm cần tay vẫn được nhé. Đây. Đọt này. Mấy các cái khoang là mình coi như hư hết nha mọi người, coi như hư hết. Về mọi người tự thay nhé, mình bán chỉ cho mọi người lấy phôi với lấy cái bát thôi. Đấy. Một lóng này. Hai này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 lóng nha, 6 lóng.
sáu lắm tất cả. Này, cái cần này là cần Shimano nha, ISO Shimano Bass Fuji FX6 nha mọi người. Cần dài 5m2, thu vào là 1m03, độc 1 ly, cân nặng 240g. Đây này cái số 7. Số 7 90. Số 7 90. Số 8 là một cây cần tay chế lại thành cần ISO này. Tay chế thành ISO nhé. Đấy. Các cái khoan cầu này. Đấy, khoan này là khoan kim loại luôn chứ không phải là mắc đá nha mọi người, khoan kim loại. Khoan còn ok. Nhưng mà mình bán coi như đây là cây cần tay nha mọi người, coi như đây là cây cần tay. Đây, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng. 3 lóng. Bass FK FX6. Cần dài 2m6, thu vào là 98cm, độc 0,8 ly, cân nặng là 120g. Cây này cây số 8. Số 8 70.000. Rồi, tiếp theo là một cây cần Ryobi. Đây, cần này cũng cây cần ISO nhé. Bass Fuji FX6. Này, ISO. Khoan. Này. Cái ngọn chắc nó cũng bị gãy một tí rồi, người ta thay đầu vu này với lại thay ba cái khoan ở phần ngọn này. Đấy. Mà thay đầu vẫn xài ok nha mọi người. Đấy, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng tất cả. Cần này dài 3m, hiện tại dài 3m, thu vào là 86cm, độc là 0,8 ly, cân nặng là 140g. Cây này cây số số 9 80.000. Số 9 80.000. Số 10 tiếp tục một cái cần ISO Daiwa Bass FK FX7. Đây, khoan này mình coi như hư hết luôn. Đấy. Khoan thì còn ok này. Có cái người ta thay hai cái khoan này rồi nhưng mà vẫn xài ok nha mọi người. Đầu bu cũng thay rồi này. Nhưng mà mình coi như hư hết đi. Bán cho mọi người cái phôi với lại cái bát thôi. Okay. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng, 6 lóng nha mọi người. 6 lóng. Cái này dài 4m6, thu vào 95cm, độc là 1,9 ly, cân nặng 360g. Cái này cái số 10. Số 10. Cái này 101. Số 10 101. Số 11. Đây là cây cần súp 2m4 của Daiwa nhé. Súp 2m4 của Daiwa Bass Fuji FX6. Đây, khoan của nó. Ba khoan đều còn ok nha mọi người. Đấy, đầu bu còn ok luôn. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng nha. 3 lóng. Rồi, cần dài 2m4, thu vào là 91cm, độc là 2,6 ly, cân nặng là 200g. 200g. Cây này cây số 11. 11. 120.000. 11 120.000. Mười hai là một cái ISO khoan nhỏ này, còn được 3 cái khoan. Còn cái đọt thì người ta thay đọt luôn rồi, người ta thay đọt, người ta bỏ cái đọt, người ta cột giống như là cần tay máy phụ này. Giờ người ta làm giống như cần tay máy phụ á, tương tự ISO nhá. Đấy, người ta thay cái đọt rồi. Đấy, nấu cái đọt tháp 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng nha. Coi như khoan hư hết đi. Lấy cái phôi với lại cái bát này Fuji FX6 nha.
càng dài hiện tại 2,05 m, đọt là 0,9 ly, thu vào là 79 cm, cân nặng 120 g. Đây này cái số 12 12 60 nghìn. Số 13 là một cây cần ISO Olympic Bass FK FS6. Rồi, khoang này coi như hư hết cho mọi người, bán cho mọi người lấy phôi và lấy bass thôi. Này, đọt nó cũng bị gãy rồi, đọt nó cũng bị gãy đoạn xa rồi đó nha mọi người. Đọt này bị gãy khoảng cỡ 20 cm rồi, khoảng cỡ 20 cm nha. Đấy, một lóng, hai lóng. Ba lóng, một, hai, ba, bốn lóng nha mọi người. Đây, còn có 2,5 m, thu vào 81 cm, đọt là 2,9 ly, cân nặng là 120 g. Cái này cái số 13 40 nghìn. Bốn là một cây súp Shimano nha mọi người. Bốn cái khoang nhựa này còn, cần này qua còn nguyên vẹn nhé. Đấy, đầu bu Fuji, còn ok luôn nhé. Đấy, không vỡ nứt. Và dưới vành này có nứt này, mình coi như bốn cái khoang này hư luôn. Chỉ mọi người lấy đầu bu với lại cái phôi cần và cái bát thôi nhé. Một lóng, hai lóng, ba lóng. Đấy. Đây. Bass Fuji. Đây. Cần này dài 2,4 m, thu vào là 89 cm, đọt là 2,2 ly, cân nặng là 200 g. Nó mắc cái nắp vặn chân cần nhé. Mọi người về lấy cái nắp nhựa vặn vào, hoặc là lấy miếng xu đại lại nhé. Cái này cây số 14 nha mọi người. 14 90 nghìn. Số 15 là một cây ISO khoang nhỏ 4,5 m này. Dàn khoang được còn ok luôn, khoang Fuji còn ok luôn nhé. Đấy, đầu bu nó thì đây, đầu bu lớn luôn nha mọi người. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng nha mọi người, năm lóng tất cả. Rồi, Bass Fuji FX7, cần này dài 4,5 m, thu vào 1,02 m, đọt 2,1 ly, cân nặng là 280 g. Số 15, số 15 170 nghìn. Số 15 170 nghìn. 16 là một cây cần sub. Đây, khoang thì bị rỉ như thế này đây. Về mọi người coi như hư hết khoang rồi. Mình lấy phôi với lại lấy bát thôi. Đây, đột. Một lóng, hai lóng, ba lóng. Đây. Cái bát của nó đây. Này dài 2,4 m, mắc cái nắp vặn chân cần nha mọi người, bể mắc cái nắp vặn chân cần rồi, về mọi người tự thay nhé. Dài 2,4 m, thu vào là 87 cm, đọt là 2 ly, cân nặng 180 g. Cái này cái số 16 50 nghìn.
17 là một cây Shimano. Đấy. Đây. Dàn khoan này mình coi như hết khoan đầu bu coi như hư hết nha. Thì lấy thôi với lấy bát thôi. Rồi mọi người thay hay sửa gì đó tùy mọi người. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn, năm, sáu. Sáu nha mọi người. Sáu lóng. Đây. Bát FK FS8. Cần này dài 5m2, thu vào là 1m04, đột là 1,9 ly, cân nặng là 600g nha mọi người. Cái này cây số 17. Cái này cây số 17. 130.000 nha mọi người. Em đang quay nè. Số 18. Đây. Cây đai hoa cao lục nha mọi người. Đai hoa cao lục. Bát này. Đấy, khoan của nó còn ok nhá, khoan ta đụng luôn. Cần này dài 3m, thu vào 1m18, đọt 3,2 ly, cân nặng 560g. Đây này cây số 18. 180.000. Chính là một cây cần tay hiệu Kinton nhé, cần tay hiệu Kinton, cần này lóng dài thân nhỏ, cái đọt nó cũng bị gãy một đoạn này. Đọt nó bị gãy một đoạn này nha mọi người. Đấy, đọt tháp của nó bị gãy đoạn này. Một lóng, hai lóng, ba, bốn lóng nha mọi người, bốn lóng. Cây cần này dài 3m2, thu vào là 1m02, đọt là 1,6 ly, cân nặng là 100g. Cây này cây số 19. 19, 50. Số 20 là một cây cần hiệu Ebisu. Ebisu 39. 39 thì 36. 36. 36 nha mọi người. Đây, đọt của nó đây. Ok. Một lóng, 2 3 4 5. Đây. Cái lóng thứ 4 với thứ 5 á, cái lóng thứ 4 này như ở trong nó bị gãy một tiếng rồi, tay chêm rồi sao mọi người. Mọi người về mở ra kiểm tra nhé. Thay đi, thay nha. Đấy, dài 3m6, thu vào là 90 cm, đọt là 0,8 ly, cân nặng 140g. Đây là cây số 20. 20, 70.000. Số 21. Đây, một cây cần 36 nữa. 36 thì chắc còn cỡ 34 thôi. Đọt nó bị gãy một đoạn rồi. Đây. Một lóng, 2 3 4 lóng nha. Cần này dài 3m4, thu vào là 1m02, đọt là 1 ly, cân nặng là 110g. Cây này cây số 21. 60.000. 21, 60.000. Số 22, tiếp tục một cây cần tay nha mọi người. Đấy, đọt này. Một lóng, hai lóng, ba, bốn lóng nha.
Cây cần này dài 3m4, thu là 1m06, độc là 1,7 ly, cân nặng 140g. Cây này cây số 22. 22, 70. Số 23. Đây. 23. Cần tay vô nha mọi người, tay vô. Dài 3m6 này, thu vào 99cm, độc 0,6 ly, cân nặng là 120g. Đây, độc đó. 1 lóng, 2, 3, 4. Bốn lắm nha mọi người. Đây này cái số 23. 23, 70.000. Hai mươi bốn là một cây cần tay này, thân nhỏ lóng dài nhé. Đây đọt của nó, đây đọt của nó bị gãy một đoạn này nha mọi người. Một lóng, hai lóng, ba lóng. Đây dài 2m5, thu vào 1m02, độc 1 ly, cân nặng là 40g. Cây này cây số 23. 30. Hai mươi bốn, độc một cây cần tay dài 4m5. Cây này thì ngoại hình khá là nhân nha các bạn. Đây, đọc 1, 2, 3, 4, 5, 5 lóng nha mọi người. Đây, dài 4m5, thu vào 1m01, đọc 0,8 ly, cân nặng 200g. Này số 20... từ 70.000. hai mươi lăm là một cái cần 5m3 nha mọi người. Tay này đọc của nó đúng. Một lóng, hai, ba, 4, 5, 6, 6 lóng. Nhưng mà cái lóng thứ 5 này, chỗ này nó bị nứt rồi. Chỗ này nó bị nứt rồi. Đấy, mọi người về sửa hay là thay gì đó tùy nhé. Số 25. Nè, 50. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình nhé. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng là 0786555599 ở Đà Nẵng nha mọi người. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình với ship. Đấy. Mọi người trước khi nhận hàng và kiểm tra hàng cẩn thận xem có bị sai sót gì so với trên video không nhé. Hoặc là bị bể vỡ gãy nứt gì trong quá trình vận chuyển, có gì thì liên hệ với bên mình ngay để hỗ trợ giải quyết. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà không kiểm tra hàng rồi mới nhận hàng rồi báo cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.